Bà Kiếu có nghĩ tới một ngày mà bà Kiếu không bán được nữa không? Bà Kiếu có từng nghĩ tới cái lúc đó không? Lâu lâu à cũng nghĩ. Dạ, ý là nhiều khi mình ngồi mình tự nhiên cái mình bất giác mình nghĩ vậy á. Lúc đó có buồn không? Nhưng mà con có một cái bất ngờ cho bà nè. Là bà bán ở trong xóm ở đây thì mấy cô mấy chú cũng hay ra phụ bà. Đó. Thì con cũng đại diện bà thấy rất là cảm ơn mấy chị mấy cô luôn á đó. Đó nên chị em nhờ chị nha, phần này tặng cho mấy cô chú ở trong xóm mình, còn phần này em xin phép em mang về. Con gửi bà 500.000 là rồi, tiền một kiên tất cả luôn nha. Dạ. Rồi còn đây thì con cũng không có nhiều, nhưng mà con có cái này là vui vui thôi. Được rồi, cái này được rồi. Mua cái mâm. Mua cái mâm. Dạ. Mình trốn vợ mình mới đi dậy xong để đi ăn một quán rất là quen thuộc và ủng hộ bà, tại thấy nay thấy mưa quá không biết là bà bán được hay không, nhưng mà tới nơi thì thấy quán cũng đông anh chị ủng hộ cả nhà, rất là vui nha. Không biết là bà có nhớ mình không, để mình vào mình hỏi thăm bà cái. Đây là sạp nhỏ của bà Kiếu nha. Hello, con nhớ con không? Con nhớ. Hôm nay bán được không bà? Bán lai rai ha. Bà cho con gắn cái này, con hỏi bà chút xíu nha. Gắn cái gì? Hỏi thông tin chút. Gì vậy? Rồi. Bà Kiếu hôm nay vẫn là có mấy món chính bà Kiếu giới thiệu lại cho con đi. Bà Kiếu bán món gì? Dạ, chín đảnh rồi. Đi, 2, dách, 3, 4, 5. 5 hả? Vậy con đọc nha. Ở đây là mì xào. Ở đây là hủ tiếu xào. Bột đây là bột chiên. Nuôi. Nuôi xào. Bánh canh. Bánh canh là ăn với nước. Hôm nay thấy bà Kiếu hình như là lên ký ha. Có vẻ có thịt ha. Còn lên ký nữa, bớt ký là có. Bớt hả? Sao con thấy bà giống như là lên ký là con thấy vui lắm á. Vui à. Một phần bên bà Kiếu là giá bao nhiêu bà? Một phần bên bà giá bao nhiêu? 25.000. 25.000. Trước giờ đồng giá hả? Đúng rồi, cũng đâu có lên giá. Bây giờ hột cà lên giá cho giờ đâu có dám đi. Hột cà mắc lắm hết bây giờ. Hột gà bây giờ lên giá mà bà không dám lên giá luôn cả nhà ơi. Dạ. Bán chậm lắm á. Bán chậm hả? Ờ. Gặp mưa nữa bà. Ừ. Nãy mưa lớn quá trời luôn. Trời ơi. Hôm nay à, mưa à trời. Dạ. Có đế trơn và cái lùa. Dạ. Hôm nay con tới đây kiểu như con thèm món bột chiên của bà quá. Dạ dạ. Mấy hôm rày ăn mấy món nước á. Nên giờ thèm bột chiên quá. Thèm bột chiên, ăn đi. Đây còn khoảng bao nhiêu phần bột chiên vậy? Lấy mấy phần? Lấy 30 phần. Lấy 30 phần. Quá. Thôi chứ hôm nay bột chiên là bà làm kỹ lắm. Bà sẽ xào sơ qua, bà chiên sơ qua. Sau đó rồi lúc mà mọi người ăn á là bà mới bỏ lên, bà đảo lại cho nó giòn, cho nó ngon. Đúng không bà? Sao lại thì sao được. Đấy là chiên lại. Bây giờ bột chiên chiên nó không có kịp. Ê, lúc đầu là nó màu trắng á, con thấy là bà đảo lên cho nó ra cái màu này nè. Sau đó là ai ăn cái bà bỏ vô bà chiên lại với trứng á. Đó, bây giờ người ta xào lại, một lát xào lại. Dạ, dạ. Okay. Hôm nay sau những ngày mà mình thèm món ăn này quá thì chắc là mình xin phép bà là... Nó ăn bột chiên hả? Xin phép bà là phải ăn món bột chiên này kết hợp với... nuôi chiên đi. Nhưng mà đặc điểm của bên bà là sẽ nấu với bếp dầu.
Cái này là bếp dầu bà xài bao nhiêu năm rồi bà? Bếp dầu này bà xài bao nhiêu năm rồi? Dầu này hả? Đúng rồi, bếp này nè, xài bao nhiêu năm rồi? Cái này hả? Đúng rồi, bếp á, bếp dầu á, bếp xanh á, lâu chưa? Bây giờ mua mất lắm á, 500 mấy, gần 600 một cái, mới mua một cái nè. Ý là từ trước tới giờ là bà sẽ xài bằng cái bếp dầu này thôi chứ đâu không có đổi qua bếp ga đúng không? Không, không. Đâu có tiền mua bếp ga nữa, bây giờ cái này còn mắc hơn bếp ga nữa. Bây giờ mắc hơn bếp ga luôn? Tiền 600. 600 ngàn? Ờ. Dạ. Có mắc hơn không? Tại vậy để xào quên cái này tôi không có dám xào ga. Nhưng mà kiểu như nếu mà ai muốn bánh canh, ăn bánh canh á là bà phải bỏ cái chảo xuống, sau đó bà nhấc cái nồi này lên. Bà nấu nước lèo ở trong cái nồi bự á, chứ không phải là nấu trong chảo. Đó. Ngon quá. Thôi, quán của bà đông quá rồi bà ơi. Con phải khách đông quá con rồi. Phải order thôi, chứ để bà làm chút nữa hết đồ con ăn quá. Con ăn là phải hết rồi, cái bột chiên của bà nha. Rồi. Chị biết biết rồi, chị biết chứ. Chiên hả? Đây còn cái bột, một cái bột chiên. Một cái bột chiên. Bà kêu cái đây mình là làm được mấy phần? Đây là làm được mấy phần? Cái này chắc 4 phần á. 4 phần hả? 4 phần, sau đó là bà sẽ làm thêm nữa cái nhỉ. Thôi cho con trước mắt là con lấy một hai dĩa đi. Lấy hai dĩa đi. Hai dĩa, mỗi dĩa cho con 4 trứng. Mười dây 4 trứng. 4 trứng luôn. Còn lại thì chút mình sẽ mua ủng hộ bà để bà bán hết sớm. Rồi. Bà cứ làm đi, con ăn hết, ăn gần hết rồi đó. Bà còn nhiều thì con mua ủng hộ cho bà để nay bà dọn sớm bà nghỉ ngơi. Bình thường là mỗi ngày bà sẽ bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Bữa nay già trễ lắm vậy á, 4 giờ mấy mới ra được. Mua đó. Mua hủ tiếu à, cái hủ tiếu à. Nhỏ có hủ tiếu em. Xin nó có hủ tiếu xin ăn. Xin cái hủ tiếu đây anh này chưa có ăn mà. Dạ dạ. Mũ mình với cái hạt ra, con mũ mình với chiên cái chiên cho ảnh trước đi bà. Còn lại là còn lại đó con. Mình sẽ quay cảnh ảnh làm một bà làm một tô hủ tiếu như thế nào. Ngon quá. Thơm lông ha. Lông là hay ăn ở đây lắm cả nhà. Hủ tiếu là xào sơ rồi đúng không? Xào lại rồi. Xào sơ rồi. Bây giờ xào lại nữa. Dạ. Cãi đâu cãi đi. Mà hôm nay có ai phụ bà không? Có hai chị phụ bà đúng không? Lúc trước mình quay cả nhà là bà có mình nè. Nhưng mà giờ là bây đã giờ có hai chị phụ rồi. Bây giờ làm không kịp. Tại vậy nó phụ đi chút xíu. Dạ dạ. Vậy là có người ủng hộ là vui rồi. Chứ nếu mà làm kịp là có mình bà làm là làm cũng, luôn cũng phải không? Người á. Còn đánh xào còn gì nữa. Dạ. Mà bà nhớ con không á, nãy giờ nói chuyện bà nhớ con không? Nó nhớ con không? Vô chơi không vô. Lâu quá không có ké đây nữa, còn nơi nữa. Lâu quá không ghé hả? Vậy là còn nhớ mình rồi, còn nhớ mình rồi. Thôi hôm nay lâu quá mới ghé. Ăn vừa ăn mấy phần đó mà vừa ủng hộ bà luôn đi. Còn nhiêu bột chiên? Con ăn hai phần rồi, còn nhiêu bột chiên bà làm cho con mỗi phần hai trứng. Con lấy hết bột chiên luôn. Được không? Nhiều lắm bột chiên á, con chưa có cắt xong nữa. À chưa cắt hả? Ừ. Thì cứ lấy cho con hai chục phần bột chiên đi. Để con mang về. Nha. Đó. Rồi giờ mình sẽ vào chờ bà làm đây cả nhà. Long hủ tiếu. Nhìn cái màu của cái hủ tiếu là thấy hấp dẫn rồi. Bà bán cho con 20 phần thì là bà đủ số hụi chưa? gật đầu rồi vui không? Lấy thêm 20 phần nữa là vui không? Vui. Thì
bây giờ là con ăn 2 phần với con mua 20 phần là cho con 22 phần đi nha. Dạ. Rồi chút nữa cứ làm từ từ, con ăn xong bà làm từ từ cho con. Rồi. Hai mình lâu quá mới tới bà chưa quên mình vui quá. Cứ sợ bà quên con không à. Rồi, ok. Ngồi đi, ngồi chút xíu đi. Rồi con ngồi con chờ nha. Hôm nay con kiếm được cái chỗ ngồi bà Kiếu thấy ổn áp không? Con ngồi đây là con nhìn thấy bà, không có phải là cách xa bà. Đó. Phải không bà? Phần con 4 trứng nha, phần con 4 trứng nha. Ừ. Nay là bà sẽ cắt ra bà làm thêm cho mình nè cả nhà. Cái này kinh quá. Dạ. Bà còn khoai môn không? Có. Để tôi hoài rồi bà già. Dạ. Coi chừng đứt tay nha bà. Chị cứ làm đi. Em quay không có dính chị đâu. Đây nó ngồi ở đây, tại nó mai ở đây. À. À chị ngồi đây nè đúng không? Ngồi đó chị lung đây cái này nó lại. Dạ. Em quay góc xỉ xỉa lên này. Thấy cái tay của chị thôi à, không có thấy cái người chị. Dạ. Em Long xích qua đây để chị ngồi đó, chị làm á. Chị ngồi ở đâu? Chị ngồi ở đâu em canh góc cho. Ngồi chính giữa đây là chị chiền rồi. À. Ok. Rồi chị, đó ngồi đó là thấy cái tay chị không à? Dạ dạ dạ. Này chị nó đẹp đi hết chứ nó thích ra đẻ. Đó. Bột ở đây phải ăn hết cái đó mới đủ á. Hết bột mới đủ. 4 cái trứng. Cho em ít dầu thôi chị. Ngồi đây nó ấm quá à. Ngồi đây cảm giác là cái hơi ấm nó bốc ra cả nhà. Đây giống như là một gia đình nhỏ vậy nè. Đây là bà nè, đây là mấy cô nè. Còn mình là một đứa cháu ăn máy ấm gia đình. Máy ấm gia đình luôn, hay á chị. Chị làm em nhớ tới bài ba ngọn nến á. Ba là cây nến hồng, cái gì ba? Nến vàng. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Nay anh chọn cái chỗ ngồi này là kiểu như anh cũng thấy lạnh ở trong người á. 4 trứng luôn nha chị. Ui sao nhiều dữ ta? Vô mới nhớ nhiều nè. Phần này là bình thường chị làm được mấy dĩa vậy? Hai dĩa hả? Hai dĩa. Bà Kiếu ơi, con ăn nổi hai dĩa không bà Kiếu? Con ăn nổi hai dĩa không? Không ăn nổi đâu. Con nè, con ăn nổi không? Ít quá. Bà Kiếu lấy cái thau liền nha có. Bà Kiếu lấy cái thau cho mình ăn cả nhà. Nhìn cái tay của bà nè, những cái khớp của bà là nó kiểu như là nó gần guốc lên luôn á cả nhà. Xương với da rồi. Nét đẹp đau động. Đây. Bà Xíu năm nay ở gì? Bà Kiếu năm nay là mấy tuổi rồi? Ừ. Năm nay mấy mươi rồi? Có 4 tuổi à. Dạ. 4 tuổi à. Có 4 tuổi à. 4 tuổi nữa là 100 hả? Dạ. Dạ. Cho em bột chiên này đi. Xong rồi bạn cameraman là ăn bột chiên luôn đúng không? Dạ dạ. Phần này mà một mình anh ăn á Long là anh ăn anh sẽ bị ngon. Dư sức à. Anh là dư sức. Chị cho em ăn nóng luôn đi. Em vừa ăn cái em vừa coi bà làm.
hết luôn, hết chảo luôn. Cái lấy cái chảo xuống ăn luôn. Bà nói gì bà? Đừng cái chảo xuống ăn luôn. Đó, một phần nhà bà tính con bao nhiêu tiền? À, đến bao nhiêu là bao nhiêu? Phần này à, phần này à, phải là 25 nhân đôi. Mì dấu chiếc chú ơi. Ok. Mũ chai xấu ra đem mì chiếc chú. Em thấy là qua cái giấc này thì bắt đầu khách cũng vắng đi rồi. Nhưng mà tầm thêm nửa tiếng nữa tới 9 giờ là khúc ở đây người ta tắt đèn này kia nó cũng hơi bị tối á cả nhà. Nên bà bán thì cả nhà thấy cái nãy mình vào thấy có khách đông á, nhưng mà cũng tùy giờ lắm. Có giờ là bà bán bị vắng hẳn luôn á. Rồi. Đó. Trong lúc bà đang làm thì người cháu của bà sẽ ngồi ăn. Ờ, ngồi ăn đi. Bà có cần con phụ gì bà nói nha. Được. Chứ giờ con xin phép là con phụ bà ăn cái dĩa này. À. Chị nói là phụ ăn cái dĩa hết rồi thôi là được rồi. Là bà bán hết sớm là vui rồi đúng không chị? Trời ơi, bốn trứng luôn á cả nhà ơi. Mời bà nha, mời chị nha. Lâu rồi mới ăn lại cái hương vị này. Tuy là nó đơn giản thôi nhưng mà mình thấy nó rất là ngon. Bữa nay không có tem dễ theo hả? Dạ. Bữa nay có tem dễ theo hả? À, hôm nay vợ con ở quán á, bán trà sữa. Dạ. Con mới đám cưới. Con mới đám cưới vào tháng 12 à bà? Trứng á, bà xào vừa tới nó không bị khô. Yeah. Giòn quá nó sẽ bị khô. Thường thường mà người Hoa người ta hay làm mềm. À bà đang cắt thịt làm bánh canh nè. Rồi làm bánh canh đấy. Mình sẽ quay luôn một tô bánh canh của bà cho cả nhà xem. Nóng quá bà ơi. Ừ. Cái bánh canh này đây cũng đơn giản à, chỉ là thịt nạc thôi với cái nước lèo của bà bên đây nè cả nhà. Nhưng mà nấu cái bếp này thì nó sẽ có một cái bất lợi là bà sẽ phải chờ cho nước lèo nó sôi. À, nó không có sôi nhanh như cái bếp khè được. Đúng rồi, bếp khè. Ba cái này nãy bà chiên con là bột chiên không đúng không? Không không có khoai môn đúng không bà? Hai chua. Có hai thứ luôn hả? Ừ. Ờ. Con nhớ là có đầy đủ nữa là sẽ có thêm cái gì đó, đu đủ. Bán lên mấy chục năm rồi đâu có luôn, đâu có sản món đó hoài. Dạ. Kiểu cái bột chiên của bà là đơn giản nhưng mà nó chất chứa ở đó là cái hương vị mà ngon ở đây là từ cái chảo á cả nhà và cái lửa bà canh á để làm ra cái bột chiên này. Đối với 25 ngàn thì mình thấy vậy là quá hợp lý rồi. Còn cái dĩa mà là dĩa đặc biệt, dĩa này là gấp đôi. Chút mình sẽ mua về cho mẹ với cho vợ mình.
chị bà bán ở đây nha, nhiều năm nữa chị. Có khi nào bà bán mà ít khách quá bà bị ngủ gục không? Không biết rồi. Chị đang bán ra thường xuyên mà. Nếu dạ. Mà thấy bà không thì tụi bà ăn chứ. À, chị là hàng xóm, lâu lâu chị mới ra. Chị có bán nước gì không? Đó chà, không có bán đâu, bà bán chà ra. Ờ. Ngon á. À, bà bán ăn được không? Được chị ơi. Cũng không có dở mà cũng không có ngon, may phải không? Ăn được chưa bà không? Cho với tầm giá tiền này là ok. Vậy à. Chị một chi, hai chục chị. Mấy nhẹ em. Có. Có khách vô. Một dĩa. Là bà phải giờ cái nồi nước lèo xuống để bà bỏ cái chảo lên bà làm tiếp. Đúng rồi. Mới dậy ra nè. Mình đang đói á. Ăn cái dĩa này nó ấm bụng ghê luôn. Bánh canh được cho bà? Được rồi. Nóng rồi. Nóng rồi, sôi nữa. Cái này là nước trụng, cái này là nước lèo. Ờ, quả vậy. Bà bán ở đây nhiều năm vậy à? Bà nhớ ai ăn nhiều nhất ở đây không? Ừ. Một người ăn nhiều nhất ở đây á, ăn bao nhiêu dĩa bột chiên bà nhớ không? Ừ. Con hả? Ờ. Con ăn bao nhiêu dĩa bà nhớ không? Nhớ chứ. Bao nhiêu? Dạ. Có khi ăn 4 dĩa, có khi ăn 1 thao và nước lèo luôn. Thấy không? 4 dĩa bên bà là chỉ có 100 ngàn thôi cả nhà. Ừ. Bữa mình chót dại mình ăn 1 giờ 1 dĩa lớn đó, 4 dĩa. Lấy hành phi không? Hành phi nè. Ừ. Cá hành phi luôn, đầy đủ luôn. Ngon lắm á. Bà có ớt cay cay không? Cho con ớt cay cay. Ớt này nè, ớt xay nè. Bây giờ đâu có lắm nè. Nè. Nóng rồi đó. Nóng quá trời đi, còn không nóng nữa. Này, ớt. Ớt cay cay. Cho siêu cay cấp 7 đi. Trời ơi. Ừ. Cảm ơn nha. Chị đang bỏ mình là siêu cay nha. Sẽ đảo lên. Đúng theo. Đúng theo cái kiểu mà mình gọi là nó món ăn mà ngoại nấu vậy, tuy là nó đơn giản nhưng mà mình cảm giác là đó là chất chứa cả một câu chuyện luôn á. Là bà ngồi bán ở đây từ lúc bà còn trẻ cho tới bây giờ là bà đã lớn tuổi rồi đó cả nhà. Nhưng mà bà 90 mấy tuổi rồi chưa thấy người cháu nào mà kêu 4 phần ra ăn như mình. Bà ơi con ăn hết rồi nè bà. Ăn thêm một dĩa nữa. Ăn thêm một dĩa nữa. Hả? Một dĩa nữa hả bà? Con to một dĩa nữa. Lần trước em nhớ hình như có con gái của chị qua phụ đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thôi luôn cả nhà. Bây giờ đi bảy chồng bánh len á, đi mẹ đi bảy chồng bánh có nhiều lắm rồi. Đi bảy chồng bánh. Đi bảy bánh thì được.
Ừ, ăn thêm một tô bánh canh nữa cho ấm bụng nè. Cho trên đôi đũa nha. Lâu mới lỗ hạt chế đầy anh ấy được. Tôi không tôi chứ. Cay nha. Đó của bà làm cay nha. Tuy đơn giản nhưng mà nó ăn như vậy nè, làm cái nước lèo nóng lên. Cái bánh canh đó mình hút một cái là nó đi từ cái vòng mà vòng miệng mình đi theo bao tử mình từ từ và bên trong nó ngoại ngoại bên trong nó rồi đó nha. Bánh canh nó mừng vui khi được vào bụng mình nhá. Giờ con cũng lớn tuổi rồi hả bà? Nên giờ con ăn bốn dĩa bên bà chắc con ăn không nổi đâu. Lúc trước con còn trẻ con ăn nổi chứ giờ con ăn chắc không nổi quá. Thì con lớn rồi, ăn dạ. Ít lắm. Giờ con ăn được 5 dĩa thôi. Tôi ăn à, con ăn được có chút xíu rồi. Thiệt á. Dạ. Thì nào già ăn, ăn ít lắm. 5 dĩa, 5 dĩa bên bà là nhiều lắm đó cả nhà. Vậy 30 là nhiều bột đúng không? Chút nữa là bà làm cho chị làm cho thằng em này dĩa 30 đi chị, em ăn gần xong mình. Ăn xong rồi làm cho em này ăn dạ. Long ăn mấy trứng, nói chị làm luôn. 30 uống được 2 trứng rồi. 30 là 2 trứng rồi. Nhiều bánh với 2 trứng rồi. Hôm nay ăn 4 trứng luôn đi. Lấy da cái này cho đi về lấy đồ nha. Dạ. Bây giờ lấy đồ hả? Lấy da đi. À, đây còn lấy cho. Lấy thêm một gà hả? Ok. Bà là nhà gần đây cả nhà nên thiếu gì là bà sẽ vô trong bà lấy. Ồ. Đó tròn cánh bông tản. Tròn cánh bông tản. Wow. Thấy luôn lắm rồi. Có cay nha chị. Cay không? Cay chứ hả? Wow. Ấm áp vào một buổi tối rồi. Buổi tối chiều mưa. Rồi, bây giờ mình xin phép là dừng clip ở đây để chờ bà làm xong 20 phần đi. Rồi mình sẽ quay cho cả nhà đoạn kết nha. Hôm nay thì ăn tới bây giờ thì mình cảm thấy là còn rất là ngon. Cả nhà tới sớm thì có thể là chọn thêm món nuôi hoặc là món hủ tiếu. Món hủ tiếu xào của bà cũng hấp dẫn nha. Rồi, ok. Bà vẫn chuẩn bị tiếp những cái phần này để làm cho mình nè cả nhà. 20 phần nên bà trộn liên tục luôn. Đó, lúc đó thì Long đã ăn hết cái một dĩa 30k.
Nếu 30k ăn xong non không? Non. Em hay ăn ở đây đó. Ồ, 30k là ăn xong là ứ hự luôn á. 30 nghìn mới là sẽ có nhiều bánh á, thêm bánh với lại đường 29. Thêm miếng bánh. 30 là thêm miếng bánh. Trước thì mỗi lần mà đi tập bỏ lớp anh Lộc về là em sẽ ghé qua bà để em ăn. Rồi em dừng xe chạy qua chạy lại rồi em mới về. Đồ ăn ở đây nếu mà ăn bữa nào mà không mưa á là ok. Dạ, ăn bữa nào có mưa á là không có đủ chỗ nè, mà chỉ có một cái khung dù này thôi. Lúc bây giờ em thấy bà ngồi có một mình là tội nghiệp bà lắm. Ừ. Vì không có hai cái, không có hai cô này, có một mình bà. Nếu như nếu mà có một mình bà thì bà cứ túc tắc vậy bà làm. Đúng rồi. Không có kiểu như là nhờ người này nhờ người kia đâu, cứ ôm việc của người mình đó mình làm nè, giống như là bà ngoại bà nội của mình ở Long An. Đúng rồi. Thường là cũng không muốn làm phiền con cháu. Dạ. Nhưng mà trong cái độ tuổi này thì bà cũng lớn tuổi rồi, có con cháu hỗ trợ, con cháu phụ thì nó cũng đỡ luôn đó. Dạ. Gần xong chưa bà? Gần xong chưa? Mấy hộp rồi, mấy hộp rồi. Chị đủ không chị? Đủ chưa? Tay của bà cắt bột rất là lẹ. Bà biết bà cắt bột nhắm mắt được không bà? Được chứ luôn kìa. Rồi bà đừng nhắm mắt bà ơi, bà cứ cắt bình thường đi. Nhắm mắt bà biểu diễn cho tụi con thì sợ nhiều khi bà cắt không vô bột á. Cục bột nó chắc lắm Long ơi. Đúng rồi anh. Cảm giác cắt là bà dùng lực đó nha. Ghi vô nó mới đứt được. Em từng cắt rồi em biết. Chắc lắm. Cứng nhắc à. Ba, cắt cho con một cái bột hình trái tim đi. Rồi ok, giờ chờ bà cắt hết cái đó rồi bà làm chắc cũng đủ 20 phần á. Đây là một phần này cả nhà, là có một hộp với cũng như là có một cái phần nước tương. Hôm nay là xong cái này là coi như là cũng bà cũng dọn hàng, bà vô nghỉ sớm đúng không? Đúng rồi. Thì bình thường 20 phần là bán lâu không chị? Không biết bà. Nếu mà 20 phần mà không có khách là cũng lâu à. Chờ khách tới là cũng lâu á. Nhìn vậy thôi chứ phải dùng lực rất là mạnh á. Có thế hết á. Không biết thế là coi như là cắt không có đứt được đâu. Nãy chưa có kịp quay cái khúc mà bà cầm cục bột bự á. Cắt cái này cục bột nhỏ rồi. Đó. Ok. Cả nhà thông cảm là khi bà làm á mà đã vệ sinh tay trước rồi. Nên khi cắt này kia là bà đừng sẽ sử dụng tay đó bà cắt cả nhà. Nhưng mà đối với độ tuổi của bà thì mình tới ủng hộ bà thì mình cũng không có đặt nặng là về việc mà phải mang bao tay hay gì, tại vì bà làm từ trước giờ bà quen như vậy rồi. Nếu mà cả nhà có ủng hộ được cho bà thì bà vui, còn không thì cái đó cũng gọi là cái phong cách của bà vậy cả nhà. Đúng rồi anh, em cũng thấy vậy. Anh thấy anh ăn vô thì quá ăn 4-5 phần bên bà anh vẫn thấy là không có bị vấn đề gì về bao tử nha cả nhà. Em thoải mái. Khách vuông. Thôi bây giờ chờ xào xong anh Long ơi. Dạ. Chị em nhớ có lần là lấy thêm một cái bếp nữa mà. Ví dụ nhiều quá lấy thêm một cái bếp nữa. Ngắt nha. Rồi bây giờ bà cắt hết bột luôn rồi. Mà không đủ 20 phần cả nhà ơi. Bà Kiều ơi, bây giờ có đủ 20 hộp cho con không? 20 hộp bột chiên á. Bột chiên là không có đủ. Không đủ rồi hả? Bà tính phương án gì giúp con đủ 20 phần đi? Đây là một cái hủ tiếu đi.
hủ tiếu hay mì á, cho con hủ tiếu hay mì. Hủ tiếu với mì à, luôn tính luôn à, lùa lũ hay à. À là luôn hủ tiếu với mì mới đủ hả? Ờ. Một chiên không là không có đủ hai cục hộp. Dạ. Con nãy con tính là làm một phần là hai trứng á, nhưng mà thấy bà phải chạy vô trong mà lấy hột gà nữa nên gần ở đây mà. Ừ. Nên thôi làm cho con phần một trứng thôi. Nhưng mà làm 20 phần, còn thiếu thì bà cứ lấy thêm hủ tiếu với lấy mì cho con. Được không? Giờ lấy một trứng hả? Dạ. Thôi lấy một trứng đi, lấy cho con một trứng đi. Chứ lấy hai trứng là bà phải vô trong mà lấy thêm. Mỗi ngày trung bình đó chị, là bà bán nếu mà nhiều quá chị là khoảng 100 phần không chị? Không tới. Bữa nào nhiều lắm á bà là được khoảng 100 phần không? Không tới hả? Không tới. Nếu mà bột chiên mà 100 phần mà bà cắt ra chắc mỏi tay luôn á. Quen rồi. Quen rồi. Quen rồi. Chọc bà hoài, có nhiêu đó mà sao bà khóc được. Đúng không bà? 150 bà, 150 bà suy nghĩ à. Rồi hôm nay thì thật sự là mình tới đây mình ăn đó cả nhà. Bây giờ là bột chiên đã nở ra mình cảm giác no nha. Mà nhìn bà làm, nhìn chị chiên á, bây giờ mình vẫn cảm thấy là nó thèm. Cái chảo này là bằng gang đúng không chị? Ồ. Chảo này là lâu năm chưa chị? Từ những con dao này nè, con dao này là cũng lâu năm rồi đúng không bà? À, cái gì? À, cái mâm này là theo kiểu là mâm cổ rồi. Mâm này giống như mâm của Thạch Xanh á. Mua cái máy đợi, cái cũ coi bà đợi không? Không chịu đúng không ạ? Thường là quen cái nào là bà dùng cái đó nó dễ, chứ đổi cái mới nhiều khi bà không quen nữa. Đúng không bà? Bán tài quá thì bà. Thôi bây giờ con mua cái mâm đó lại với giá là 500 ngàn bà bán không? 60 triệu. Thôi chứ chọc bà, mấy cái này là kiểu như là gắn liền với cái quá trình bà bán á, nên bà quý lắm. Đâu có dễ mà mua được những cái món của bà đâu. Mua được không bà? Mua được. Vậy con mua con dao này giờ, chứ con dao bên con cắt tắt lục quá. Được không? Bán cho con dao này. Bán dao này không có bán đâu. Đó, vậy không được hả? Trời ơi, vậy mới nói là bán được, rồi tính mua con dao. Rồi, bây giờ chờ bà làm cho mình nha. Thấy chị với bà cũng tất bật lắm rồi. Đây là phần số 7 rồi. 8 rồi. 8 rồi. À 8 rồi. 2 hộp. Em thấy buôn bán có thể là mình làm một phần một lần mình dồn như vậy á, là mình bị mệt á. Nhưng mà nó vui, tại mình bán được. Còn nếu như mình bán mà không có khách thì mình ngồi mình chờ khách tới á, cảm giác nó mệt ngủ lắm á chị ha. Ngủ quá trời, hay buồn ngủ à? Có. Có khi nào ngủ quên không? Ngủ chứ. Nhưng mà bà ngủ á, thường là bà ngủ ngồi luôn á cả nhà. Tại vì bà quen rồi. À, thích Minh Tuệ. Bà có biết sư đó không? Mới kia cho bà. À, bữa sau con đi gặp á hả? Không, em chờ thầy vô tới đây, chứ em đi bộ rồi tới đó chắc em ốm như thầy. Có nhiều người đó tiền vàng này xuống à. Đa phần là em thấy những người mà đi ra đó là người ta theo đạo là một nè, hai là người ta cũng
sùng lắm, thích những cái cách mà sư Minh Tuệ truyền những cái đạo. Bà Kiếu là cũng ăn chay đúng không chị? Không. Bà Kiếu không? Bà Kiếu là có cái gì con là cha không ăn. Ờ. Bà Kiếu không ăn cá, ăn được mấy loại thịt khác nhưng mà không ăn cá. Không ăn thịt luôn. Có ăn cua. Ăn gì chị? Ăn cua. Ăn cua. Bà Kiếu ơi, bữa nào ăn cua hoàng đế đi. Rồi đây là thứ 9 nè. Rồi đi gần được, đi gần đi được nửa chặng đường rồi bà Kiếu ơi. Cố lên. Rồi đây là phần bột chiên cuối rồi. Là 14 phần đúng không bà? 14 phần bột chiên. À bây giờ còn 6 phần nữa cả nhà. 6 phần là hủ tiếu hả? 6 phần là lấy con hủ tiếu đi. Hủ tiếu bao nhiêu đó là được mấy phần bà? Như đó là được mấy phần? Con nghĩ chắc cũng phải được 5 phần rưỡi á. Được không? 5 phần rưỡi ăn nửa phần này. Đủ mà. Đủ. Này bán xong này là dọn dẹp là vô nghỉ ngơi. Thường mấy giờ bà ngủ? Đêm nào cũng 1 giờ mấy mới đi ngủ. Ủa dọn sớm vô cũng không ngủ được hả? Rồi như vậy ăn cơm, chưa có ăn cơm nữa. À, chưa ăn cơm luôn. Mấy giờ bạn ăn cơm? Chị nào làm xong rồi chỗ về. Làm xong mới ăn được. À. Ăn xong rồi đi ngủ. Đây là bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi cả nhà. Nếu mà bán xong hết thì mình nghĩ chắc cũng phải là 10 giờ. 10 giờ dọn dẹp này kia vô chắc cũng phải 11 giờ. 11 giờ bà bắt đầu bà ăn này kia xong rồi bà mới nghỉ ngơi. Bà bữa nào bà ăn sớm hơn đi. Chứ lớn tuổi mà ăn khuya vậy nó có ảnh hưởng không bà? Ờ. Đây, phần bột chiên cuối. Đó. Ngon quá. Tự nhiên ngồi nãy giờ thấy đói nữa rồi. Để ăn đi, để ăn đi. À thôi được rồi. Bà nhiệt tình lắm cả nhà. Ui, hủ tiếu. Hủ tiếu mềm. Nếu mà không có hai con này là một mình bà phải làm hết. Một mình bà làm. Nhưng mà kiểu như mấy cô rồi mấy chị á, nhìn bà làm thì cũng thấy thương á, cũng ra phụ hỗ trợ. Chứ một mình bà làm thì nhiều khi nó cũng mất hơi lâu á, hơi lâu thời gian á. Bà có ai mà lại kêu bà xong rồi người ta thấy làm lâu quá người ta bỏ đi không bà? Không. Ở đây chờ hả? Có nhiều người ta gấp quá bà, mà sợ lâu quá cái người ta có đủ ưng, lâu lâu mới có một lần. Có đủ ưng là cái xe hơi có cái này là cúng hộp mới giống xe chưa có. Trời ơi, cúng hộp mà mình đâu có chưa có liền được. Ờ, nó có đâu có sầu thận ở đây phải không? Dạ. Đi luôn. Cái đó gọi là say goodbye. Nay mình sẽ chờ tới cuối luôn. Trời ơi, chưa có hả? Cuối chúng kia chịu, chưa bằng có.
đi đâu á mua ngủ chờ chút xíu chế hoài không có chút xíu à chút có à đây rồi rồi có bốn. Ô dẫn đi nói chuyện nghe cho rõ chứ ngồi xa quá nghe nó không rõ à. Rồi hôm nay con trốn vợ con ra tới đây rồi ngồi tới đây mà không có mì không có hủ tiếu không có bột chiên mang về là cũng căng á nên con phải ngồi tới cuối để con phải mang quà về con. Bà có câu chuyện nào mà khi mà bà bán á bà cảm thấy vui hay bà cảm thấy nhớ nhất không? Ví dụ lúc bán á bà gặp người nào đó mà người ta ủng hộ bà một dĩa bột chiên mà mấy triệu bạc không? Lâu lâu có. Thế là người ta ăn xong người ta sẽ gửi thêm cho bà đúng không? Lì xì. Rồi lì xì. Dạ. Có khi á có người á ở nước ngoài gửi về cũng có. Nước ngoài gửi về. Con thì con cũng quay clip á bà là cũng có mấy anh chị ở nước ngoài xem á. Mấy anh chị thích xem những cái hoàn cảnh lớn lớn tuổi mà buôn bán giống như vậy lắm. Nên nhiều khi mấy anh chị về đây là mấy anh chị nhờ con mua những cái phần bánh bao nè, những cái phần mà đồ ăn của những ông bà bán á để ủng hộ. Để ông bà bán hết sớm ông bà nghỉ ngơi. Nhưng mà bà Kiếu có nghĩ tới một ngày mà bà Kiếu bà Kiếu không bán được nữa không? Bà Kiếu có từng nghĩ tới cái lúc đó không? Lâu lâu à cũng nghĩ. Dạ, ý là nhiều khi mình ngồi mình tự nhiên cái mình bất giác mình nghĩ vậy á. Lúc đó có buồn không? Không có buồn, vui á. Sao vui? Đỡ phải làm á. Nói chứ bà cũng có con cái là bà cũng có kia nhưng mà kiểu như bà thích làm á cả nhà. Bà thích làm để ra gặp người này người kia cái cũng đỡ buồn đúng không bà? À rồi. Đây là phần thứ 15. 15 rồi, 15 rồi. Nếu sầm thật chị biết là sập một hộp không con? Lắm. Hôm nay con quay chắc cũng hết pin máy luôn các bạn. Nhưng mà con sẽ quay tới cuối. Tại vì tới cuối con cũng sẽ có bất ngờ cho bạn. Bà trong xóm này nè bạn. Bây giờ là bà lớn tuổi nhất chưa? Trong xóm của mình á bà lớn tuổi nhất chưa? Có ai lớn nè, đâu có ai lớn bà không có lớn. Bà gọi là trùm luôn rồi đúng không? Thầy ơi cháu ngồi biết cô hả? À, tức là em có chị rượu cho chị. Bà năm nay mấy mươi rồi chị? Tám mấy rồi chị? 84. Con mà con không biết sao chứ giới trẻ tụi con giờ được chứ không thể sống con nghĩ là 100, tới 100. Tới 8 tuổi 80 là mức ngoài tưởng tượng của tụi con. 100 con chỉ mong là sống khỏe mà mình trải nghiệm đủ này kia lúc đó là hát bài hát các bạn. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Thôi. Có chứ. Thời của bà kiểu như ăn uống này kia nó thức ăn này kia nó ít hóa chất ít đồ thì còn lâu được chứ giờ đụng đâu cũng có mấy cái. Nhiều lúc con hay nói với mấy bạn á đi quay chung á bà là ăn thử thách ăn nhiều á tới một độ tuổi nào đó con ăn không nổi nữa đó nên nãy con nói cũng là nói thiệt với bà
là giờ nếu mà ăn 4 phần bên bà là mình khó ăn nổi lắm cả nhà. Đây là chị ơi. Đây dĩa mì. Ngồi đi, ngồi chút xíu đi. Thôi đi đó. Dạ, tài bà chơi rồi. Mười mấy rồi chị? Mười bảy rồi. Còn thiếu ba hả? Cái này là 18. Đây là phần cuối. Ô, bà canh hay quá ha. Vừa hết luôn nè. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Hôm nay kiểu như mình cũng có một món quà nho nhỏ dành tặng bà vậy đó. Cho bà tới tâm sự với bà, cũng ngồi với bà, chủ yếu là làm nhiều phần nè để có thời gian ngồi với bà lâu hơn. Dạ. Chứ con cũng nhiều việc lắm, con cũng chạy đi chạy về chỗ chỗ này chỗ kia đó. Khoe rồi, bây giờ cái giờ này trên đây cũng 10 giờ mấy vậy. Bây giờ bà thấy mệt chưa bà? Đi ngồi đây đâu có mệt, đi giúp đồ. Quay mà nó bị hết pin luôn rồi bà ơi. Hôm nay là chơi hết pin luôn rồi. 20 phần. Rồi, bây giờ là 20 phần ủng hộ bà Kiếu đây. Rồi, vừa bột chiên, vừa cái hủ tiếu. Cái mì thì khúc cuối mình mới phát hiện ra mì ngon nhưng mà no rồi. Rồi, bà Kiếu ơi, ở đây tổng cộng là 500 ngàn đúng không? Ừ, 500 ngàn. Nhưng mà con có một cái bất ngờ cho bà nè. Là bà bán ở trong xóm ở đây thì mấy cô mấy chú cũng hay ra phụ bà đó. Thì con cũng đại diện bà thấy rất là cảm ơn mấy chị mấy cô luôn á đó. Đó nên chị em nhờ chị nha, phần này tặng cho mấy cô chú ở trong xóm mình, còn phần này em xin phép em mang về gửi tiền đầy đủ. Còn phần này dạ, phần này thì con sẽ mang đi, trên đường con thấy những cái hoàn cảnh nào khó khăn á con sẽ gửi cho người ta. Dạ. Còn cái này thì bao nhiêu để mua nè, có bán không? Nè, đứt tay không bà? Rồi thì cô đang đi phát nè Long, cô đi phát cho trong xóm nè. Không ơi, mình đứng ngoài mình quay được rồi đó. Đó thì coi như mấy cô hay ra đây phụ bà lắm. Mà nhiều khi mấy cô phụ mấy cô đâu có đòi hỏi gì đâu đúng không bà? Dạ. Kiểu như thấy bà lớn tuổi á, mấy cô cũng ra mấy cô hỗ trợ. Đó, dạ. Con gửi tiền cho bà nha. Dạ. Rồi để đây đi, để dưới đất. Là lấy cái này vậy không? Chưa xong mà. Chưa xong hả? Đây. 500 ngàn hồi nãy chị tính là 500 ngàn là tất cả luôn. Đây. Dạ. Ôi, nóng không? Nóng quá. Nóng quá. Rồi. Đây, con gửi bà 500 ngàn. Ừ. Là rồi, tiền bột chiên tất cả luôn nha. Dạ. Rồi, còn đây thì con cũng không có nhiều. Nhưng mà con có cái này là vui vui. Thôi, được rồi, cái này được rồi. Mua cái mâm. Mua cái mâm. Dạ, nè, cái này là con có một chút quà. Hôm nay ngày hôm nay mưa nhưng mà nó tạnh sớm, nhưng mà sẽ có những ngày mưa mà nó không tạnh bà bán nó sẽ bị chậm. Thì coi như con phụ bà những cái ngày bán chậm, phụ một chút ít. Thôi được rồi. Thôi bà cầm đi, cái này là tấm lòng của con. Rồi rồi. Thôi được rồi. Cảm ơn nhiều nha. Những cái ngày mà bà bán mưa quá bà bán không được á thì con phụ bà có thể mua thêm vài cái miếng bạc nữa bà phủ ra cho nó che nắng che mưa. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Trời ơi trời. Thôi. Giữ đi. Nói chung là con tới đây đó, con xem bà cũng như là một người bà vậy đó. Nên con có ít con gửi ít. Con có nhiều con gửi nhiều, quan trọng là tấm lòng. Dạ. Bà có lời nào mà muốn nói về ngày hôm nay không? Bà có vui không? Vui. Nhìn bà cười đó cả nhà, rất là phúc hậu luôn, kiểu như là thấy niềm vui trong mắt bà là đơn giản là mỗi ngày á là sẽ được bán hết, mỗi ngày được thấy khách tới là bà vui rồi. Rồi, bây giờ con xin phép là kết clip ở đây.
và con đi phát những cái món bột chiên này tới những cái người nào ở ngoài đường vô gia cư các bạn. Dạ. Dạ. Lâu bữa rồi thì phát bánh bao quá nhà, nhưng mà hôm nay thì qua bà thì tặng ủng hộ bà bột chiên. Rồi, trước khi kết clip thì chúc bà sức khỏe. Dạ. Cũng như là bà có thật là nhiều cái niềm vui. Giờ tuổi già rồi, sức khỏe rồi, vui vẻ mình sống với con cháu nó là vui rồi bà ha. Nhưng nó cũng không cần phải cầu kỳ gì quá. Ừ. Giờ nhiều khi có tiền nhiều nhưng bà cũng không còn đi chơi xa được nữa. Đi đây đó xa, giống như bà cũng mệt hay kia không bà? Tình nào vậy? Không phải đi chùa cũng xuống cái cầu thang hay cũng mệt lắm. Dạ, dạ. Chùa, bây giờ đi chùa nào cũng là xuống trên lầu không à. Dạ, dạ. Làm cao lắm. Dạ, dạ. Ừ. Thôi thì con cũng nói là sức khỏe thôi. Quan trọng là đó. Và bây giờ thì bà kết clip với con rồi bà chào mọi người xem clip nha. Dạ. Thì hôm nay tới đây mình cảm thấy trong lòng mình nó vui lắm đó nha. Cho dù clip có lượt xem hay không mình cũng thấy nó rất là vui, tại vì mình cũng ủng hộ được bà. Lâu rồi con mới tới thăm bà, nhưng mà mỗi lần tới thì con sẽ tạo cho bà một chút niềm vui vậy đó. Rồi, thì mình sẽ kết clip ở đây. Cả nhà có đóng góp gì, góp ý gì thì cả nhà vui lòng comment bên dưới nha. Mình vợ chồng mình sẽ kết hợp cũng như là đưa ra những cái ý tưởng mới hay hơn và những cái clip nó hấp dẫn cũng như là ý nghĩa hơn, cũng như cả nhà có biết được những cái hoàn cảnh nào khó khăn mà buôn bán giống như bà nè, cả nhà cứ giới thiệu để mình tới mình tham gia ha. Rồi bây giờ mình xin phép kết clip nha cả nhà ơi, bye bye bà. Bye bye.